xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức tài chính tiền của tôi vn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để mua một cái chứng chỉ quỹ flexcom security đây là một cái chứng chỉ quỹ linh hoạt đầu tiên của công ty chứng khoán techcom security và mình cho rằng đây là một trong những cái sản phẩm khá linh hoạt trên thị trường để mà tối ưu hóa cái dòng tiền nhàn rỗi của các khách hàng doanh nghiệp này, các hộ kinh doanh cũng như là các khách hàng cá nhân à, để mua được cái chứng chỉ quỹ này thì bạn phải có một cái tài khoản à, đầu tư chứng khoán tại Techcom Security à, đây ạ à, cái tài khoản đầu tư này thì mình đã hướng dẫn được cái bước trên là các cách thức để mà mở được cái tài khoản đầu tư này hoàn toàn là online bạn có thể mở tại nhà à, và chỉ cần có à, chiếc máy tính và kết nối internet cộng với chứng minh nhân dân số điện thoại và email là bạn có thể mở được ngay cái tài khoản này vậy thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đầu tư nhé đầu tiên là bạn phải đăng nhập vào cái uh, tài khoản của mình tại công ty chứng khoán TCBS uh, BS Đấy, đây là chính là cái đường dẫn ạ đường dẫn và đây là mình sẽ hướng dẫn ở trên web đó thì bạn cũng có thể là đầu tư ở trên app được ấy thì cái 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 giao diện của trên app nó cũng khác biệt một chút nhưng mà các cái icon tính năng thì nó sẽ tương tự như trên web À, để đầu tư vào quỹ thì bạn sẽ, à, đầu tiên thì bạn sẽ thực hiện là vào cái icon này đó, icon này, là đặt lệnh quỹ, đó. Nếu mà ở trên cái mục ưu thích này không có thì bạn có thể vào mục quỹ nhé, cũng sẽ có, đó, đây ạ, à, đặt lệnh quỹ, hiện rất rõ, đấy, cái biểu tượng này, bạn có thể vào đặt lệnh này. Đó thế thì bây giờ có uh, các loại quỹ này chúng ta có thể nhìn thấy là quỹ trái phiếu này quỹ FlexCat này và quỹ cổ phiếu đó thì bạn có thể mua một trong ba quỹ uh, đều ở trên cái ứng dụng này được thì trong cái nội dung video này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là cách mua cái quỹ FlexCat còn các cái quỹ khác như quỹ trái phiếu quỹ cổ phiếu thì cách mua sẽ tương tự đó ok đấy mình đã chọn được cái quỹ tc ff chính là flex đấy đó cái ngày giao dịch sẽ là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020 hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 thì ngày giao dịch sẽ là ngày mai đấy hàng ngày thì bạn sẽ phải đặt lệnh của ngày hôm trước và giao dịch khớp của ngày hôm sau số tiền đầu tư tối thiểu là một triệu đồng đó đây mình có thể đặt là một triệu nhé mình mua thử và à, bạn có thể đặt lệnh mua định kỳ tức là vào đúng vào ngày mùng 7 tháng 4 à, mùng mùng 8 tháng 5 thì à, mùng 7 tháng 5 thì TC à, invest sẽ tự động đặt mua cho bạn đó thì bạn có thể đặt ở đây Đấy quý tùy đó ok ví dụ như mình chọn tháng nhé đặt mua định kỳ hàng tháng nhé và mình đặt mua luôn này, đấy mình sẽ xác nhận này, à, đây là một cái điều khoản về cái thỏa thuận à, để mà bạn nhìn được là các cái quy định về mức phí này, ấy rồi cắt tiền tự động như thế nào này, cụ thể ở trên này Đó. và bạn có thể nhờ xem thêm các cái phần nhận biết rủi ro ở bên này. Đó, các cái rủi ro mà 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 bạn phải biết để mà đầu tư đó là chính là các cái rủi ro liên quan đến uh, biến động giá này, uh, rủi ro về tính thanh khoản này, rủi ro uh, liên quan đến cái hoạt động của quỹ này. Đó. Để các cái rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán, vân vân khá là nhiều. À, bạn sẽ phải nắm rõ được các rủi ro này trước khi đầu tư và bạn đồng ý xác nhận vào các cái à, chấp nhận cái rủi ro này thì bạn sẽ thực hiện đầu tư. OK, bạn sẽ click vào cái phần đồng ý với quy định của à, TCFS nhé. À, bây giờ là việc là bạn sẽ phải nhập cái mã otp được gửi về điện thoại cho bạn à, đây là cái mã mà 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 à, hệ thống của tcs sẽ gửi à, trực tiếp vào số điện thoại cho bạn nhé và bạn đầu tư này ok vậy là giao dịch của mình đã đặt lệnh thành công sẽ có cái email thông báo về điện thoại cho bạn về việc là đặt lệnh đầu tư và ngày hôm sau thì cái giao dịch này sẽ khớp lệnh cho bạn nhé. À, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ để các bạn có thể là dễ hình dung việc cái việc các cái thao tác để đầu tư đặt lệnh uh, chứng chỉ quỹ TC uh, Flexible uh, Cash và hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình mà thực hiện đầu tư. Uh, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.